lúa sắp chân bánh. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình cũng trải nghiệm đi theo bắt chuột máy cắt nha cô chú. Cũng còn có miếng cuối nè, miếng ở đây quanh xung quanh tam bằng hết rồi, còn có miếng là cũng mới cắt. Hy vọng là miếng này có chuột nhiều nên mình quay cho cô chú anh chị xem nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều trong thời gian qua đã đồng hành như đã đăng ký kênh ủng hộ Hai Lúa Chăn ấy nha. Rồi mời cả nhà theo chân Hai Lúa Chăn nha. Đang cắt đây. Quá trời chuột chạy kìa. Chạy hết vô trong trong miếng nghỉ lại luôn. Quá trời chạy kìa. Ôi dính này dính. Quá chuột chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa. Ôi trời ơi, ghê không? Quá nguy hiểm. Chạy ra, chạy ra. Kìa, chạy qua kia rồi. Ủa? Rồi chụp bữa đâu? Mới đó mà. Quá trời. Quá trời. Quá trời rồi, khúc cuối rồi. Khúc cuối rồi, bắt không kịp nha. Ơ, đây con nè, đây con nè. Nhỏ, nhỏ. Kìa, nhỏ, nhỏ quá. Rồi cả nhà ơi. Chuột quá ít. Chuột
sông cả nhà. Ê, chuột này bự nè, bự nè. Đi quay đây xin lỗi rồi. Rồi ông dính đây kìa. Chuột cắn nhóc mà. Miếng này không nước ngập nhóc luôn ha. Thấy hả? Mấy anh bắt chuột được nhiều nhỉ? Qua nước ngập, ghê. Quá trời. Nước. Bây giờ mình chắc cũng mình kết thúc video ở đây nha. Hết rồi, nước ngập. Gà bá luôn. Ăn nước. Ồ quá mập ha. Gà bá luôn. Miếng này ít rồi mình đi lên miếng này bắt thêm nha. Đây cũng còn có mẫu à. Đồng không? Đồng luôn hả? Chặn cho lại hả? chưa ra. Mất tiêu luôn hả? Kìa bên kia chỗ ông đó kìa. Đó. Trời trước cửa anh thật. Con mồi. Bây giờ chuột luôn. Đi cái chạy thằng con. Ê, bự nè. Đó. Đây. Đó. Kìa. Đây, bố à. Quá dù. Chứ nào? Quá mệt trời. Không có bự không em?
Con chim kìa, chim bay kìa, đáp xuống kìa. Chặn khúc thì tôi dặm cho. Tôi dặm cho bác. Ba ra ba không còn nữa. Tôi thấy kìa, trời ơi, vô khúc này dữ lắm rồi. Nó chạy đẳng kìa. Ông nhảy ra, tôi dặm cho. Thế ba không còn nữa khúc này nè. Trời vô chẳng còn rồi, trời. Chưa vô lúa lại hả? Ông đứng cho dẹt chỗ đi tôi dặm nữa cho. Vậy dẹt chỗ đi, khúc này ba không còn rồi. Ừ. Khúc này nãy tôi thấy chạy ra ba không còn rồi. Chưa nữa hả? Trời ơi, hết nữa rồi. Ba con khúc này. Nào. Đâu vậy? Để giá con này cắn. Chưa. Đi rồi. Quá trời chuột rồi. Trời ơi trời, ai bắt gắn dữ thần vậy? Gắn. Trời ơi trời. Gắn quá trời luôn cả nhà. Gắn quá trời luôn rồi. Hết bỏ xuống được luôn rồi. Nó eo quá. Hết bỏ xuống được luôn kìa. Quá trời gắn rồi nha. Trời
ở gần xa nhìn nhìn nhỏ mà lại gần bự kìa. Còn 2 ký ngoài á. Quá trời gắn. Quá trời gắn hết. Quá trời gắn cả nhà ơi. Chuột này tới. Hết biết. Mở chạy ra đâu 3-4 con không bắt được. Chụp kìa. Lẹ quá. Vô thằng gắn kìa. Gan á. Em chụp dính gắn quá bự kìa nha. 2 mét. Ôi ôi. Rồi xong luôn rồi. Cắt miếng ruộng này xong luôn rồi. Con gì cắn vậy? Chuột. Chuột đấy, mấy con này nhóc luôn. Má biết vậy tao lấy bao thì gặn phụ mẹ rồi. Không được tin không à. Má giật xuống chủ ruộng đi giết à. Ủa mẹ nó khổ hèo. Lên lên xả lúa đi còn bị bệnh luôn kìa. Đi không? Được đó không? Xong rồi nha, mình về luôn nha. Hết chưa? Đấy. Nó cắt hết rồi, mấy miếng cuối á, nó cắt hết trơn rồi, giờ mình về.